Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ trường kỷ dắt 7 món cho cô chú chị mình ha. Với đặc biệt là một cái ghế chuẩn đồ. Ghế này thì em bao cho chú chị mình luôn, tầm từ giá là 90 năm trở lên. Đó, gỗ trắc nha, lên đen luôn. Lên đen mung luôn nha. Đó, lên đen rất là đẹp. Cái này mình chỉ vệ sinh rửa nước lại thôi, chà sạch sẽ lại thôi là nó rất là đẹp cho chú chị mình ha. Đó. Đinh mà đóng vô là không muốn vô luôn đó nha cô chú chị mình ha. Chuẩn đồ xưa luôn. Đó. Đây là mã số 1. D đầu tiên, đó chính là một cái đồng hồ Cardion 10 gông 10 búa. Hàng này là hàng nội địa, bao cho cô chú chị mình luôn. Trước năm 75 tới bây giờ. Zin 100%, thùng là thùng dán ép. Đó. Từ trong ra ngoài, từ chơi xuống dưới là zin 100%, em chỉ chùi dầu sạch sẽ lại cho cô chú chị mình thôi. Đó, chùi dầu này thì em bao cho chúng chị mình vài năm thôi nha cô chú chị mình ha. Đó, với điều kiện là mình chùi dầu á, là lấy cái loại dầu của những cái đồng hồ mà mình chùi nha cô chú chị mình ha. Chứ nếu mà mình chùi mà kiểu mà dầu lửa hay là dầu hôi đồ đó là em không có đảm bảo được nha, hay là dầu máy may đồ đó nha cô chú chị mình ha, là em không bảo hành được cho cô chú chị mình. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em. Đó, chỉ đặc biệt là dầu là để dành dầu chùi đồng hồ. Đó, tại vì dầu nó rất là nhiều loại chứ không phải là cái nào mình chùi cũng vẫn được, rồi có bắt đầu á trục chặt hư, rồi bắt đầu là lại nói với em á là tại sao mà không bảo hành, là lý do là sao nha. Đó, bây giờ cô chú chị mình lưu ý cái điều đó giùm em. Đó, nếu mà cô chú chị mình có chùi dầu quá hoặc là cô chú mình chùi không được thì cứ gửi cho em. Đó, chỉ tốn á giờ 100-200 ngàn phí ship thôi. Đó, em có thể chùi giùm cho cô chú chị mình vẫn được. Đó, nếu mà cô chú mình xài vài năm sau, đó, nếu mà nó bị trục chặt á, nó khô dầu đó thì á, tại vì mỗi lần chùi dầu là tầm khoảng 2-3 năm, 3-4 năm trở lên nó mới có khô dầu cho chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình lưu ý những cái đồng hồ này giùm em nha. Đó, chỉ dầu là nếu mà mình chùi ở nhà là mình chỉ mua dầu để dành chùi đồng hồ. Đó, mình nhớ một giọt hai giọt thôi là mình đã xài mấy năm trời rồi, chứ không phải là mình xài dầu mà dầu lửa hay là dầu máy may nha chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình lưu ý điều đó giùm em nha. Đó, mong quý cô chú chị mình lưu ý điều đó giùm em. Đây, cây này là Cardion 10 gông 10 búa, bảo hành xài là cho chú chị mình vài năm, 2-3 năm là bình thường. Đó, đồ zin là 100%, giá là 8,5 triệu, bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. 8,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 2 là những cái ly pha ly cao là 1 tấc 3, đường kính miệng là 7 phân. Đây, pha lê xanh rất là đẹp của chúng chị mình xem chi tiết giùm em nha. Hàng của tiệp, không có một miếng bọt bèo gì luôn. Đó. Quay cho gõ chi tiết cho chúng chị mình thấy cho rõ nha. Vẽ tay. 6 cái ly này thì em giao lưu của chúng chị mình luôn, giá là 500 ngàn. Bao phí ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha. Mã số 3, 245 cái dĩa. Hàng Nhật xưa, đường kính 1 tấc 6, mã số 3D. 6 cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 400, bao phí ship toàn quá cho anh chị mình luôn nha. Mã số 4D, 2, 4, 6, 8, 10 cái. 10 cái dĩa trúc lâm, 10 dĩa con gà, đường kính 2 tấc. Đây, 10 cái nha chú chị mình ha. Đó, nhìn giùm em, rất là đẹp, liền lạc hết, bao đẹp cho anh chị mình luôn. 10 cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình, giá là 450 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 5D, đó chính là một cái bình chim chỉ, chiều cao là 2 tấc rưỡi, đường kính miệng là 1 tấc 2, chu vi bình này đựng được 3 lít nước, 55. Đó, đây bình chim chỉ nha, gốm 5 bộ, giá là 500 ngàn, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Những cái món đồ này là chúng em đã mua lô đó, hoặc là mình mua nguyên một cái căn nhà người ta rồi mình về mình đã bán, đã thu hồi rồi thì bây giờ mình chỉ thu hồi vốn lại thôi, mình lỗ tiền ship chút đỉnh cũng không sao nha chú chị mình ha. Chiều cao 2 tấc 3, đường kính miệng 3 phân, chu vi bình này là 46. Đó, nậm chim chỉ. Đó, hàng nguyên si lành lặn. Đó, đây đây, gốm biên gốm lái thiêu xưa. Mã số 6, cặp này thì giá là 800, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đó. Mã số 7, đó chính là một cái bình gồng
cao là 3 tấc 1. Đó, đường kính miệng cầm bông này là khoảng cỡ 4 phân. Cô chú chị mình cầm đèn cầy cũng vẫn được mà cầm bông cũng vẫn được. Đó. Nói chung là mình xài được hết nha. Lên men gạn rất là đẹp. Cô chú chị mình xem giùm em nha. Men gạn rất là đẹp luôn. Đó, gốm Nam Bộ xưa, cây này là 500, bao ship toàn quốc mã số 7D. Mã số 8D là những bộ tách trà hôm gần bán rất là nhiều nha chú chị mình ha. Cái này là tích tùng hạt 6 ly và một bình. Đó, bình này là được nửa lít nước nha, hàng này của Tàu xưa. Đó. Đây, những câu quá, những cái chữ Tàu này em dịch cho chú chị mình vẫn được luôn. Đó, bộ như vậy là 800, bao ship toàn quốc chú chị mình luôn nha. Đó. Mã số 9 đó chính là những cái dĩa sashimi của Nhật xưa, đường kính là 1 tấc 3, chiều dài là 2 tấc 7. Đó, dĩa xuồng rất là đẹp luôn nha. Đó. Quên em xin lỗi, hàng này là hàng của China, hàng Tàu. Đó, nhưng mà hàng này của nó là hàng cao cấp xưa nha của chúng mình ha. Tôi đợi phải được vài chục năm rồi. Bốn cái này thì giá là 400.000, bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 10 đó chính là những cây đèn gốm sứ châu Âu xưa, hàng này là có mộc ở dưới đế luôn nha. Cũng như vậy mình xem hàng chữ dưới đế giùm em. Đó, vẽ là vẽ tay gốm sứ châu Âu, bầu này được 1 lít dầu. Đó, tay cầm đi gây như cái ly, nhưng mà thật sự đúng là đèn nha, không đúng cây đèn tặng của chú chị mà làm kỷ niệm. Tim ống khói đầy đủ, chiều cao 45, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Giá là 1.300.000, bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 11D bầu pha lê xanh, đường kính bầu là 1 tấc 4, chiều cao 45, tim ống khói đầy đủ, chân đồng, họng đồng. Đó, bầu pha lê xanh rất là đẹp. Đó, xanh vợt. Đó, cái đèn này thì em giao lưu cô chú anh chị mình luôn khắp mọi miền đất nước. Đó, giá em giao lưu cô chú anh chị mình đó là 1.400.000, bao phí ship toàn quốc nha. Trước năm 75. Mã số 12 đó chính là một cặp bình đó Tàu cũ. Đó, dưới đây nó có 6 chữ Tàu, em dịch cho cô chú anh chị mình vẫn được. Hoa văn họa tiết vẽ tay trắng xanh rất là đẹp, chiều cao 43, đường kính miệng 1 tấc 4, chu vi bình 68, lọc phát rất đẹp nha. Cặp này thì nguyên si là lặn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay 3.300.000, 3.300.000 bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đây, cặp này mã số 13, chiều cao là 43, đường kính miệng là 1 tấc rưỡi, được chu vi bình là 65. Cặp này thì cũng là giá là 3.300.000, Tàu xưa nha. Đó, tuổi đời khoảng vài chục năm trở lên. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 14D đó chính là một bức tranh tam đa phúc lộc thọ, chiều cao 85, bề ngang 45, liền lạc lành lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn, đá dày 5 ly. Đó, bức này không chê chỗ nào nha, những chữ Tàu bên đây em dịch cho cô chú chị mình vẫn được luôn. Hoa văn họa tiết vẽ tay từng chi tiết một, hàng nguyên si lành lặn, không bể mẻ, đắp giá bất cứ chỗ nào. Bức này thì giá là 2.000.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. 2.000.000, chỉ còn vài bức thôi. Mã số 15, chiều cao 45, chiều dài là 85. Đó, sơn thủy vẽ tay, bức này cũng giá là 2.000.000 luôn nha, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Để quay một vòng cho anh chị mình thấy chi tiết cho rõ hơn nha. Đó, rất là đẹp. Những bài thơ em dịch cho cô chú chị mình vẫn được nha. Rồi. Đó. Những cái khung gỗ này là em làm lại hết. Đây. Đó, bức này là Tàu xưa. Đó. Đá dày 5 ly, mã số 16D. Khung này là khung mũ, mà đồ này là khung này là khung mới nha. Tầm khoảng 5 2 năm nay trở lại thôi. Đó, tranh này thì cũng được vài chục năm thôi nha. Đó, tranh đá Tàu xưa. Đá dày 5 ly, bức này là giá 3.000.000, chiều cao là 75. À, 73, em xin lỗi, 73, chiều dài là 1m2. Đó, quay ra mặt sau cái đi. Đó, khung này là khung mới nha. Cô chú chị mình lưu ý giùm em, miếng dán ép nhỏ phía sau lưng đây. Đó, giá là 3.000.000, bức này bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 17D, đó chính là cũng là thuận bờm xuôi gió. Đó,
Đây, chiều cao á là 73, dài là 1m2. Thì bức này cũng giá là 3 triệu luôn, quay từng chi tiết cho cô chú gì mình thấy cho rõ nha em nha. Đó, cũng là 3 triệu bao ship toàn quốc luôn. Mã số 17. Đó, mã số 18 đó chính là một cái ghế dựa. Đó. Cái này em kêu bằng ghế gì thì em không biết. Đó, nhưng mà thường thường cái này kêu bằng salon thẻ hay gì đó. Nhưng mà cái đồ này nó rất là mỏng manh nè, cô chú gì mình thấy anh nhúng vẫn được nha, nhưng mà mình nằm mình nhúng cũng không sao hết. Đó. Chuẩn đồ trên một 8-90 năm trở lên, dưới 8-90 năm em tặng cô chú anh chị mình làm kỷ niệm luôn. Đó. Hàng này là nó dính bụi thôi, nguyên si là lặn từ tay chân luôn, quay hai cái tay luôn nha, vẫn xài mộng. Đó, cô chú anh chị mình cần phá keo thì em phá keo lại luôn, rất là thoải mái. Gỗ chắc nha, bề ngang của nó luôn là 70, số đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Phủ bì, đó, phủ bì là 70. Lọt lòng cái chỗ nằm này á là 55. Đó. Chiều dài từ trên xuống dưới này á, em đo như vậy của chú chị mình thấy biết nha, 1m28. Đó, ngồi rất là thoải mái nha. Đó, còn cái tay này nè, cái tay này là 1m06 phân, từ cái chân chỗ cái ngồi xuống tới dưới đất này nè là 48 nha. Đó, gỗ trắc bao đẹp của chú chị mình luôn. Đó, mình nhìn mình đã biết nha, không có bị mối mọt luôn. Những cái khúc gỗ chỗ này cô chú anh chị mình bắn đinh vô cả một vấn đề, em bao hàng cho anh chị mình luôn, không khoan là không bao giờ bắn vô được nha. Đó, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn, mà ngồi rất là thoải mái nha cô chú anh chị mình ha. Gỗ chắc bao chuẩn đồ. Đó, cái này cô chú anh chị mình có nhu cầu em sơn lại cái mộng là rất là đẹp nha, quýnh mặt ni nhẹ thôi, hoặc là mình chà cho nó hết cái lớp bụi bặm ra là rất là đẹp luôn. Ghế này nè không chê được chỗ nào hết. Đó, nguyên si lành lặn, giá em giao lưu của chú anh chị mình luôn 19 triệu, gỗ trắc 19 triệu mà bao chuẩn đồ nha. Đó, bao khoảng 80 năm trở lên, dưới 80 năm tặng của chú anh chị mình luôn, 19 triệu bao phí ship của chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số nha. Đó, đây, rất là đẹp. Đó, chà ra một cái là dân cây nổi lên rất là đẹp nha, cái này là dính bụi thôi. Đó, mã số 19 đó chính là một bộ vách 7 món, gồm có 4 cái ghế đơn và 3 một cái bàn 2 đôn. Đó, chạm cổ đồ rất đẹp. Phủ bì là 64, lọt lòng là 53. Đây, vách lưng là 1m, đố dày 4 phân, lọng cổ đồ. Đó, chạm cổ đồ rất là đẹp nha, những cái ghế là chạm tích cổ đồ. Đó, quay gõ chi tiết xuống em. Đó, cho cô chú chị mình thấy cho rõ nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, kích cỡ là không chê chỗ nào, bộ này là bằng gõ đỏ, cô chú chị mình để ý giùm em nha. Đây, bàn dài là 1m04 phân, bề ngang 5 phân 5 tấc nha. Đó, dài là 1m4, ngang là 5 tấc. Cô chú anh chị mình lưu ý giùm em đây, quay qua cái đôn này nè. Đó, cái này là do sự cố chày nhẹ cái thôi, là lú thịt gõ đỏ ra. Đó, cô chú anh chị mình lưu ý giùm em nha. Đó, chứ không phải là đồ cây tạp nha cô chú anh chị mình ha. Gõ đỏ. Đó, cô chú anh chị mình lưu ý giùm điều đó. Rất là già dặn đồ, không bị mối mọt gì hết. Nguyên si lành lặn, bộ này rất là đẹp. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn đó, bộ này giá đặc biệt ưu đãi cho chú anh chị mình luôn 27.500.000. Bao phí ship 1.000 cây số cho chú chị mình ha. 27.500.000 bao phí ship 1.000 cây số. Đó, cô chú chị mình em quay cái ghế này mà không gõ chi tiết thì cứ liên hệ với em, em chụp hình cho cô chú chị mình để biết gõ thêm chi tiết từ trong ra ngoài nha. Đó, nhưng mà bao cho cô chú chị mình luôn, hàng này khoảng 80 năm trở lên, dưới 80 năm tặng cô chú chị mình làm kỷ niệm nha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.